Đại lúa mến chào bà con nông dân, thì chúc cho bà con mình trúng mùa được giá vụ vụ ba vụ thu đông. Thì mình cũng xin nhắc là thì khu này là không có bao rê cho nên sạch sớm đó. Thì bữa nay mình trở lại cái miếng lúa giống Cửu Long 3 số 5, thì xịt cách đây khoảng 6 ngày đó. Thì cái rầu ở trong hậu á nó tốt hơn cho nên nó bị bệnh rồi, sợ sạch cử rồi nó cũng khô rồi, nhưng mà cũng còn một số nó cũng cũng còn một số vết, nó sợ bây giờ sợ nó lan ra thêm, cho nên thì bữa nay xịt nhồi thêm nữa thì cũng 6 ngày nó, thì 6 ngày thì cũng muốn gần một cử rồi. Không thì giống lúa Cửu Long 3 số 5 này đây. Thì bữa nay lúa giống Cửu Long 3 số 5 này thì bữa nay được 40 ngày. Đó, 40 ngày rồi đó bà con. Thì cái này còn một cử phân nữa thì chắc cũng dứt phân, tại giống này thì chỉ có 3 tháng thôi. Đó. Mấy cái chỗ vàng này là mấy cái chỗ gom. Đó. Thì bây giờ cái lá chân cái lá bệnh đó thấy nó khô vì nó nằm ở dưới, bây giờ nó chồi cái lá đồng lên, nó với cái lá bẹ lên đó, thì nó mới hiện tượng nó mới xanh trở lại. Thì cái này cũng là xạ hết 40 mấy ký phân rồi đấy, 40 mấy ký rồi đó. Thì cái giống lúa này á thì nó cũng đã đỡ hơn cái hàng 504 đó. 504 thì nó bệnh quá trời luôn, thì cũng tùy theo kỹ thuật nhiều người mần, với lại cũng thì tùy theo ngay thời tiết, nó mưa hoài thì cũng bó tay đó, sạch cũng không được đó. Thì nó đã bệnh rồi sạch không được nữa thì nó sẽ hư cái lá lúa đó luôn, nó đợi cái lá khác lên. Đó là giai đoạn lúa nhỏ, còn nếu mà thời điểm mà 40 mấy 50 ngày mà cái lá nó bị bệnh là thua bỏ tay, là lúa nó không có năng suất, tại vì cái lá đó là cái lá đồng với cái lá bẹ nó nuôi cái bông của mình. Thời điểm đó lúa là nó đang ôm bắp 5 mấy ngày đó, 60 ngày 60 ngoài ngày là nó sẽ trổ đều hết, cho nên hồi nhỏ thì bệnh mình cũng không sợ. Rồi cái giai đoạn lúa từ 40 mấy ngày trở lên thì mình phải dưỡng lá, đừng cho bệnh sâu gầy đầu mò rồi đó, thì cũng tùy theo thời điểm thời tiết nữa. Thì mình cũng góp ý cho bà con mình, hiện phân á mình đi phân mình đừng nên đi nhiều mà tốn thêm cái tiền nhân công mình mướn thuê người ta gãi á đó, thì mình thêm một cử nữa nhưng mình gãi ít thôi đó, mình gãi lai gai cử đầu mấy cử đầu thì mình có không lót nền á, thì mình gãi khoảng 10 mấy ký thôi đó, cử sau mình gãi 10 mấy ký nữa mình chia ra. Cứ cách khoảng chừng 10 ngày mình thấy lúa nó vàng thì mình giải, còn nó không vàng mình lên 10 mấy ngày cũng được đó. Cái thời điểm mình giải như vậy đó thì lên 4 mấy ngày nếu còn xanh thì mình giải nhẹ nữa, thì có thể tiết kiệm được cái số lượng phân nữa mình đi phân đó, mình giảm được phân phân thì có chủ mần 4 5 mấy ký 50 ký, chủ thì mần 6 mấy ký đó, như miếng lúa của bà chị đó giải 5 cử là 65 ký đấy. Thì dàn lúa đó thì cũng là đẹp là im, nhưng mấy hôm trước mình chia sẻ mình xịt thuốc thì nó cũng chỗ một vài bông, thì chắc có lẽ là 65 ngày nó sẽ chỗ gỗ đó. Thì bữa nay cái giống lúa của Long 3 số 5 này của ông Út thì này là xịt thuốc nhỏ thêm thì đậu ôn đó, với sâu lá mà đậu ôn thì nhiều đó. Giờ anh vô mình chia sẻ mấy cái hiệu thuốc cho bà con mình xem coi xịt thuốc gì coi có hay không. Nãy giờ chưa bấm chưa chạy. Đây thì đậu ôn thì cái này thuốc trị bệnh khô vàng đốm lá đốm vàng, thì cái này là vô khuẩn rồi, dưới chai đậu ôn này nữa. Táo
gãy có bông dần lá chín sớm nè, lem lép mà lúa này mới 4 ngày xịt cái đậu ôn này, cái chai đậu ôn này đó, ba thứ thì ông xịt chỉ có ba thứ thôi. Nãy giờ mình cũng chia sẻ đó, lúa thì giai đoạn là 40 ngày đó, thì xịt nhồi thêm cách đây khoảng 5-6 ngày đó, 6 ngày thì là chị xịt cho nó cái vết bệnh cho nó hết luôn, không sợ lây liêm. Thì cái này là mấy cái dấu vết còn đó, nó còn đen, còn mấy cái vết trắng này vàng này là nó khô rồi đấy bà con, còn cái vết còn đen này là chưa hết, cho nên là cái này phải xịt nhồi thêm cho nó dứt luôn mới bỏ thời gian dài được đó. Thì cách đây khoảng 6 ngày thôi đó. Thì khu đất này là Chi Tôn An Giang, bên này bên Lương Trà, cái này khu vực Tây Sáu đó. Thì bữa nay 40 ngày ông Út xịt nhồi thêm một cữ thuốc là đậu ôn, hai loại đậu ôn với vi khuẩn đấy. Thì mình cũng chia sẻ đơn giản thôi, tại vì bữa nay ông xịt nhồi thêm. Nó video đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Giờ xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo.